Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin thời sự tối nay thứ tư ngày mùng 2 tháng 11 sẽ chuyển đến quý vị khán giả những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Quốc hội cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi, một trong các giải pháp cụ thể nhằm đổi mới hoạt động của cơ quan lập pháp. Dịch sốt xuất huyết đang lan nhanh ở các tỉnh thành miền Trung và Hà Nội, trong khi các biện pháp phòng dịch này khá đơn giản, không chủ quan với sốt xuất huyết. Triều Tiên phóng tên lửa và bắn đạn đạo ra phía vùng biển của nước này. Quân đội Hàn Quốc đáp trả bằng thử nghiệm tên lửa không đối đất.